Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 141. Mở đầu sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động hành trình thắp lửa tình nguyện vì nhân dân phục vụ và ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình ngày chủ nhật lần thứ 11 2019. Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên công an đến từ các lực lượng như cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tham gia đăng ký và hiến máu. Những đơn vị máu này sẽ được chuyển đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để giúp đỡ các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Thông qua hành trình, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an thành phố mong muốn tạo môi trường giao lưu, chia sẻ và gắn chặt mối đoàn kết quân dân, từ đó thể hiện tinh thần của tuổi trẻ Công an thủ đô. Đây là việc làm thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lực lượng Công an với người dân với mục đích vì nhân dân phục vụ với mục đích mở đợt cao điểm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, bảo vệ Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019, Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm 4 tổ công tác thực hiện kế hoạch số 02 KHUBCD. Bốn tổ công tác do đồng chí đại tá Nguyễn Văn Viện làm trưởng đoàn sẽ thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng và phòng cháy chữa cháy theo kế hoạch số 02 KHUBCD, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch số 02 KHUBCD của ban chỉ đạo 197 thành phố tại ban chỉ đạo 197 các quận huyện, thị xã, các phường thị trấn, đôn đốc các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can hai đối tượng gây ra gần chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Thời gian qua, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã liên tiếp xảy ra 6 vụ trộm cắp xe máy khiến người dân bức xúc. Trước tình hình trên, đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàn Kiếm đã ra soát sàng lọc các đối tượng nghi vấn bằng các công tác nghiệp vụ và một số hình ảnh mà người dân cung cấp. Cơ quan xác định các vụ án trên đều do hai đối tượng Hà Mạnh Linh và Dương Hoàng Long cùng chú tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm thực hiện. Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt khẩn cấp hai đối tượng này. Thưa quý vị và các bạn, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội của Công an thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 năm 2018 đến ngày 15 tháng 2 năm 2019. Cùng với các lực lượng Công an thành phố, Công an huyện Mê Linh đã và đang quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm. Qua một tháng triển khai, bước đầu đã được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đây là đối tượng Phùng Văn Thắng, sinh năm 1982, trú tại thôn Xuân Ấp, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, cùng với tăng vật là 44 cân pháo nổ, Thành tích này được đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường, công an huyện Minh Linh khám phá vào ngày 3 tháng 1 năm 2019. Trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra địa bàn, các trinh sát phát hiện đối tượng Thắng đang vận chuyển số lượng lớn các hộp hình vuông có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, các hình hộp trên được xác định là 30 hộp pháo với trọng lượng 44 kg. Tại cơ quan công an, đối tượng Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đội cảnh sát kinh tế công an huyện Mê Linh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, quản lý đối tượng, quản lý địa bàn, tham mưu cho các cấp đảng, chính quyền triển khai đồng bộ và có hiệu quả các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cũng trong đợt cao điểm, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện đã bắt giữ xử lý hình sự 11 vụ phạm tội về ma túy. Đáng chú ý, khoảng cuối tháng 12 năm 2018, các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Trịnh Văn Toán, sinh năm 1974, trú tại tổ 3, thị trấn Tri Đông, huyện Mê Linh, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Toán đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự. Xác định đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần để người dân chuẩn bị đón Tết an toàn, các lực lượng công an huyện Mê Linh đã và đang kiên quyết đánh mạnh, đánh trúng vào các loại tội phạm và các vi phạm liên quan đến kinh tế, ma túy và môi trường. Bản tin 141 ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu muốn phản ánh thông tin về tình hình an ninh trật tự, quý vị và các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0963 99 1818 hoặc fanpage bản tin 141. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.